Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của nhóm M6M, tức Mix and Match and More and More. Thưa quý vị, do sự xuất hiện của không khí lạnh cuối mùa nên ngày hôm nay Bắc Bộ vẫn có nhiều mây, trời âm u, nhiệt độ cũng giảm xuống, chỉ còn từ 24 cho đến 26 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là vào khoảng 25 độ C. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có nắng, vì thế nhiệt độ cao hơn từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng vào ban ngày, nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên về chiều tối, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông kèm theo nguy cơ về gió giật nên người dân cần lưu ý đề phòng. Trên đây là dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.